Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2024. Tham gia hội thao có 8 đoàn với 182 vận động viên là lực lượng dân quân tự vệ đến từ 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện, thi đấu ở các nội dung 3 môn quân sự phối hợp gồm bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000m đối với nam, 1.500m đối với nữ, bơi vũ trang mang súng, võ chiến đấu dân quân tự vệ. Đối với nội dung thi võ chiến đấu dân quân tự vệ, các vận động viên phải thực hiện các động tác như đồng diễn động tác tiến công, phòng thủ cơ bản, đánh bắt địch tay không, đánh bắt địch có dao găm, đánh bắt địch có súng ngắn, đánh bắt địch có mã tấu, 1-2, 1-3 hoặc 1-4 địch có trang bị. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì và giải ba cho 3 đoàn có thành tích xuất sắc. Thông qua hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào huấn luyện, rèn luyện thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đẩy mạnh hoạt động thể thao quốc phòng dân quân tự vệ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý, huấn luyện dân quân tự vệ của đội ngũ cán bộ, rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu và thể lực cho lực lượng dân quân.